Trời, buồn ngủ quá. Trời, bây giờ phải thức khuya làm việc, làm video cho bạn fan xem nè. Ê, trời ơi trời. Ê, ê, mấy bạn ơi, bạn coi nè. Đây là bức tranh mà mình chụp chung với Sam nè bạn. Trời trời, nhìn dễ thương ha. Nhìn đẹp đôi, dễ sợ. Trời ơi trời. Hey, không biết là bây giờ Sammy đang làm gì ta. Nhớ Sam quá bạn ơi. Trời. Hay. Thôi, đừng có nghĩ đến ta nữa. Lỡ đâu ta không thích mình sao. Hy vọng là Sam sẽ thích mình. Thôi, mệt quá, bây giờ phải làm việc tiếp thôi. À mà khoan khoan, quên mất. Trời trời, từ nãy giờ mình quên khoe với bạn một cái này khá là đặc biệt luôn nè bạn ơi. Các bạn hãy thử nhìn trên người của mình đi. Đối với bạn nha, trên người của mình đang có cái gì gọi là đặc biệt nè, có cái gì mới nè. Bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Đây, bạn thấy mình có thay đổi chỗ nào không? Mấy bạn nào thử đang xem, mấy bạn thử đoán cho mình nha. Mấy bạn có 5 giây để đoán thử nè. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, mấy bạn có đoán ra là mình đã thay đổi chỗ nào không nào? Ê, mấy bạn coi nè, bạn nào mà đoán là bộ đồ của mình thì bạn đã đoán đúng rồi á nha. Mình mới vừa thay một bộ đồ mới nè bạn. Đó, mình mới vừa tiết kiệm tiền để mua một bộ đồ mới. Tại vì mình thấy cái bộ đồ cũ của mình đó bạn, nhìn nó xấu quá, cho nên là mình gọi là không muốn. Bây giờ mình đã có một người bạn mới rồi, mình đã có Sammy rồi, mình phải thay một cái bộ đồ mới nhìn cho nó đẹp trai hơn bạn ơi. Bởi vì là mình cũng muốn Sam nhìn thấy mình đẹp trai. Ok, hay. Nhưng mà bạn thấy mình đẹp trai không? Mấy bạn mà thấy mình đẹp trai là chắc chắn là Sam sẽ thấy mình đẹp trai á. Ok, ok. Nhưng mà bây giờ mình phải làm việc tiếp thôi. Trời trời. Hay, cậu mong cho mau mau đến ngày mai để mình đi học, mình còn gặp Sam nữa. Mình nhớ Sam muốn chết luôn á trời. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau làm một gọi là món quà tặng cho Sam đi bạn. Đúng rồi ha. Ừ. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ mình đã quyết định rồi. Mình sẽ gọi là tặng cho Sam một món quà thật là đặc biệt mấy bạn ơi. Mà bạn biết món quà là gì không? Ê, bây giờ mình sẽ bật mí cho bạn nha. Đó chính là mình sẽ tặng cho Sam một ngôi nhà mới. À, mấy bạn đừng có gọi là tưởng là mình giàu ấy, nổi mình có tiền mình mua nhà mới cho Sam nha. Mình nghèo hay mồ luôn à. Tại sao mà mình lại nói là mình sẽ tặng cho Sam một ngôi nhà mới? Mình sẽ sửa lại ngôi nhà cũ của Sam. Như bạn đã nhớ trong những tập trước thì nhà của Sam nhìn rất là ghê luôn. Bây giờ mình sẽ sửa lại nhà của Sam thành màu hồng luôn bạn ơi, nhìn cho nó nữ tính, cho nó dễ thương nha các bạn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây lại nhà để tặng cho Sam một cái ngôi nhà mới thật là đẹp, thật là nữ tính nào bạn. Ok, làm thế nào? Let's go. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ngủ ngon quá à. Ủa, phòng này là phòng ai vậy? Sao lại có màu hồng nữ tính này trời? Cái gì đây? Màu hồng? Gì trời? Có khi nào mình lộn nhà không ta? Mà kỳ, đây là nhà của mình mà. Sao lại màu hồng nhờ? Kỳ ta, để xem nào. Hey, hơi mệt quá. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cái ngôi nhà màu hồng này rồi các bạn ơi. Ok. Ủa Sam kìa. Ủa gì đây ta? Ê, hello Sam. Ủa, hello ông. Sam ơi, hôm nay Sam thấy nhà Sam có gì lạ không? Không biết là phải nhà tôi không ta, sao nó có màu hồng nhờ? Ôi, nhà này là nhà của bà chứ nhà của ai nữa. Bà có biết không, tôi dành nguyên một buổi sáng mấy tiếng đồng hồ để tôi sửa lại nhà cho bà thấy không? Nhà bà bây giờ là biến thành màu hồng rồi nè, nhìn nó dễ thương hơn. Chứ ngày xưa bà để cái nhà của bà nhìn y hệt như là nhà của mấy tên phù thủy đáng ghét, rồi mấy tên phù thủy xấu xa, nhìn gọi là nhìn nó ghê lắm. Bà là phù thủy tốt bụng, bà là người tốt thì bà phải sống trong một cái ngôi nhà nhìn nó dễ thương xíu, với lại bà là con gái nữa, cho nên tôi đã quyết định tôi chọn màu hồng để gọi là làm ngôi nhà cho bà. Ấy, ngôi nhà màu hồng nhìn nó mới giống nhà con gái, hiểu không đấy? Ủa mà Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, hồi nãy tôi trang trí nha, là không phải tôi trang trí ở bên ngoài không đâu, tôi còn trang trí bên trong phòng, bên trong nhà của bà nữa cơ. Không biết là bà có tham quan cái ngôi nhà chưa? Ủa có luôn hả? Sao tôi không biết ta?
Trời ơi trời, Sammy này công sức tôi trang trí từ sáng đến giờ luôn á, bà không chịu để ý gì hết trơn. Đi theo tôi đây tôi chỉ à. Đây. Ok bạn ơi, bây giờ nha, mình sẽ cho mấy bạn fan cùng với Sammy thử xem cái căn nhà từ sáng giờ mình trang trí nó như thế nào nha bạn nha. Các bạn hãy cùng nhau coi nè. Qua đây coi nè. Đây, đầu tiên á là phải nói đến ở trước nhà nè. Tôi chuẩn bị cho bà một cái chuông. Đấy nè, bạn coi nè. Tinh tinh. Đấy. Dễ thương không? Đó, là mỗi lần mà tôi qua nhà bà, tôi sẽ không cần gọi bà nữa, tôi chỉ cần nhấn chuông. Tinh tinh là bà biết là tôi qua nhà bà chơi đó. Ê, hiểu không? Cái này là cái chuông hả? Lại đúng rồi, cái này là cái chuông á. Ok, tiếp theo nè, là tôi có thay cho bà cái cửa mới nè. Cái cửa gì cho đâu, cái cửa cũ của bà nhìn nó cũ mềm mà nhìn nó thấy ghê mồ. Tôi thay cho bà cái cửa mới nhìn nó dễ thương hơn nè. Đó, vô đây. Ê. Đây, tiếp theo nữa nha, là tôi để ý á là bà hình như là bà là phù thủy á, cho nên là bà lúc nào bà cũng vứt đồ lung tung hết à. Cho nên chuẩn bị cho bà thêm cái tủ giày nè, để mỗi lần bà về nhà bà có thể bỏ giày vào trong đây. Ấy, hợp lý không? Wow, ôi dễ thương quá à. Ok, à khoan, còn bên đây nè, qua đây. Ê, xin giới thiệu với Sam, đây chính là một cái bàn mà tôi mới vừa chuẩn bị. Thấy không, bên kia còn có hoa nè, nhìn nó dễ thương không, nhìn nó đẹp không? Ấy, trời ơi, ai như cái tất nhiên là phải thơm rồi, hoa này tôi chuẩn bị mà. Mà với lại tôi nói bà nghe là nha, bà con gái á, bà đừng có trang trí nhà bằng gọi là đầu lâu hay là gọi là xương người nữa, nhìn ghê thấy mồ. Bà trang trí bằng hoa nè, nó nhìn nó dễ thương không, thấy không? Vì tôi là phù thủy mà, phù thủy phải trang trí bằng đầu lâu chứ. Trời sao ơi, ghê thấy mồ. Lần trước tôi qua nhà bà, nhất là ở bên đây nè, bà nhớ không? Mấy bạn fan có nhớ không? Lần trước các bạn mình qua nhà Sam á, mình gọi là mình phát hiện ra ở chỗ này nè, có nguyên một đống xương người luôn, nhìn ghê thấy mồ. Bây giờ tôi đã chuẩn bị lại cho bà rồi, đây tôi chuẩn bị cho bà hoa nè, ở trong đây tôi còn trang trí thêm cá nữa, bơi bên đây nè. À, dễ thương không? Ôi, nhìn rất mắt quá à. Wow. Trời, đấy, quá đẹp luôn đúng không? Ok, rồi qua đây, trời, tất nhiên là phải đẹp rồi. Trời ơi, tôi trang trí mà lại. Ok, qua đây, nè nha, Sam coi nè, cái phòng của Sam á, nếu như những bạn nào á nha, mà có coi cái video trước của mình á, thì chắc các bạn cũng biết, cái phòng này của Sam bạn, nhìn ghê thấy mồ á, nhìn sợ thấy mồ, nhìn toàn đầu lâu được không, nhìn ghê thấy mồ. Bây giờ tôi chuẩn bị cho bà trang trí nó lại, nhìn cho nó giống như là phòng của một người con gái hơn, đấy, thấy không? Nhìn đẹp không? Đẹp quá, nhìn nữ tính thật sự luôn á. Trời, tất nhiên rồi. Nè, coi nè, chỗ này nè, tôi chuẩn bị cho bà nguyên cái hồ cá nè. Bên đây thì có cái giường, tôi chuẩn bị cho bà là giường màu hồng luôn á, nhìn rất là dễ thương luôn. Còn bên chỗ này chính là một dàn PC để bà có thể chơi game chung với tôi. Hả? Cái này là PC hả? Đúng rồi, cái này là PC á. Ủa bà không biết PC là gì hả? Không. Trời ơi, trời có vậy ha, con không biết. PC có nghĩa là máy tính á, mà máy tính là để gọi là mình xem YouTube nè, mình lướt Facebook nè, rồi mình gọi là chơi game nè. Thôi nói chung là để lần sau tôi chỉ cho bà dùng. Đấy, ok. Mà khoan, bà có biết máy tính nè, rồi quần áo, hồ bơi, hồ cá đồ tôi kiếm ở đâu ra không? Đâu vậy? Trời, tôi nghèo muốn chết, là tiền đâu mà tôi mua cho bà máy này. Tôi đã sử dụng cây gậy phép thuật của bà, tôi hồ biến ra vàng PC, hồ biến ra hồ cá, hồ biến ra tủ sách, hồ biến ra tủ quần áo. Ê, ghê không? Trời ơi, ông dùng cây gậy của tôi hả? Sao ông nói tôi? Tôi chỉ mượn có xíu thôi mà. Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi, mốt tôi không dùng nữa được chưa? Rồi ok, tôi mượn chút xíu là mấy ghê rồi, tôi trang trí phòng cho bà không cảm ơn tôi rồi cũng la tôi nữa. Thôi, đừng khóc, xin lỗi nha, cảm ơn Phong nhiều luôn á, cảm ơn Phong nhiều lắm luôn á. Ôi, mấy người đừng nói nữa, mấy người có thương tôi đâu, mấy người la tôi. Thôi được rồi. Không gì, hai mình là bạn bè mà, ok, chúng ta là bạn, ok. Hey, mấy bạn ơi, chẳng lẽ từ trước giờ Sammy chỉ xem mình là bạn hả ta? Không có gì hết. ok, đi qua đây, tôi chỉ bà coi nè, đây qua đây. Đây, bà có nhớ cái căn phòng phép thuật của bà lần trước không? Nhớ. Ủa mà căn phòng đó đâu vậy, sao tôi không thấy ta? Ê, đây tôi chuẩn bị cho bà nè, bà thấy cầu thang chỗ này không? Thấy. Nè, đi theo tôi nè, mấy bạn coi nha, đây mở nắp lên nè, leo lên nè. Đây đẹp chưa? Trời đất ơi, sao nó đẹp dữ vậy? Trời, tất nhiên là phải đẹp rồi, tôi trang trí mà. Mấy bạn biết không, lần trước các bạn mình bước vô cái phòng phép thuật của Sam á, mình thấy cái phòng phép thuật của Sam á, nhìn nó ghê thấy mồ, nó dơ gì đâu luôn trời. Nó toàn là mạng nhện nè, rồi rong riêu, rồi đầu lâu, rồi kiểu xương người, nhìn ghê thấy mồ. Bây giờ tôi trang trí nó lại, nhìn nó dễ thương, cute, phô mai que hơn rồi đúng không? Ôi, nhìn nó gọn gàng luôn á, cảm ơn Phong nhiều nha, trời đất ơi, đẹp okay. Quá à. Thôi bây giờ tôi nói Sam nghe nè, nhà thì cũng đã trang trí xong rồi, bây giờ bọn mình cùng đi ăn mừng đi ha. Cũng được, để tôi bao cho.
Thôi, để tôi bao cho, tôi là con trai mà. Tôi phải gọi là bao con gái chứ đúng không? Trời ơi, con trai. Trời ơi, có gì đâu, tụi mình là bạn bè. No. Con trai đi ăn là không bao giờ để con gái trả tiền, hiểu không? Đó, mấy bạn fan nhớ nha. Con trai đi ăn là không bao giờ để con gái trả tiền nha các bạn. Ê, à khoan, bên này tôi có để thêm cái bức tranh tôi với bà nè. Hiểu không? Ôi, thương nhỏ. Trời ơi, tất nhiên dễ thương rồi. Thôi trời, ok, thôi đi ăn Sam ơi, đi ăn. Nhanh lên. Tèn. Đây, xin giới thiệu với Sammy nha. Đây chính là bánh pizza. Một cái bánh rất là ngon mà con người bọn tôi hay ăn. Bánh này nha là gọi là được làm từ phô mai nè, làm từ xúc xích nè, hải sản luôn á, rất là ngon luôn ấy. Mà thế giới phù thủy của bà chắc chắn không có đâu. Đúng không? Cái này gọi là bánh hả? Đúng rồi. Lạ dữ người ta. Tại vì biết sao không? Thế giới của tôi là thế giới phù thủy, nó không có mấy cái bánh kẹo này, nhìn lạ hoắc à. Ôi, vậy là không được rồi. Sammy à, phải thử ngay cái bánh này liền hả? Thế giới phù thủy không có bánh pizza là không được rồi. Thử đi, ngon lắm á. Ăn được không vợ? Sao nhìn nó đỏ đỏ vàng vàng, nhìn ghê quá à. Trời ơi, cái bà này, đồ ăn của con người mà bà kêu là ghê. Trời ơi, con người trái đất bọn tôi nha là rất là thích mấy cái món ăn mà có hải sản, thịt tôm này luôn, rất là ngon luôn á. Bây giờ bà thử đi. Thử miếng thôi nha, tôi sợ nó bụng ấy. Ok, thử đi. Ui, ngon dữ vậy. Trời ơi, tất nhiên là ngon rồi. Trời, thấy cái pizza tôi nói bà nghe, nó đắt tiền lắm luôn á. Tôi phải để dành tiền lâu lắm tôi mới đãi bà ăn á. Tại vì bà là bạn thân của tôi đó. Ok. Trời ơi, tốt dữ vậy. Thôi, tất nhiên rồi. Thôi, bây giờ mình ngồi mình ăn đi. Đây, để tôi thử miếng coi. Okay. Tôi cũng đang đói bụng muốn chết luôn. Tôi cũng đang muốn thử nè. Ok, ăn thử miếng nè. Việt Nam Race Boy. Ôi, cái gì vậy? Chủ quán ơi, cho hai cái pizza chủ quán ơi. Trời ơi, Kyron ơi là Kyron. Tại sao suốt ngày bạn cứ lái xe, gọi là sao bạn tung tôi vậy hả? Bộ tôi làm gì rồi bạn ghét tôi lắm hả? Đâu có ai biết được là bể mặt của mày đâu, ở đây đâu. Ê, khoan. Phong à? Cận và Sammy hả? Đang hẹn hò hả? Bậy nha, bọn tôi không có hẹn hò á, bọn tôi còn là học sinh mà hẹn hò gì. Với lại bọn tôi chỉ là bạn thôi. Mày tao đi đồn hết cả lớp cho mày coi à. Bậy nha, không có được đồn bậy đồn bạ nha. Bọn tôi chỉ là bạn thôi, đừng có nói bậy. Rồi, tao không cần biết. Ồ, có pizza hả chú quán? Ê, chết cha không đem tiền rồi. Ê, có gì mày trả tiền pizza giúp tao nha. Ủa, cái gì vậy cái? Cái gì vậy? Tính ra bạn ăn pizza thì bạn tự trả tiền đi. Mắc mới gì bạn kêu mình trả cho bạn. Bạn nghĩ bạn lại. Ê, tiền rồi bây giờ. Ê, sao ơi? Quýnh tôi kìa. Mệt mỏi, nói không biết nghe. Đi đua xe đi rồi nào. Việt Nam Racing Boy. Trời ơi là trời, người gì đâu mà suốt ngày cứ ăn hiếp mình hết các bạn ơi. Trời ơi, buồn ghê luôn á. Trời, riết rồi, mình không hiểu rồi, mình làm cái chuyện gì ác mà Kyron nè, Mr. Dịch nè, mấy cái tên côn đồ đầu gấu ở trong trường á, suốt ngày cứ đòi quýnh mình không à. Trong khi mình là một người rất là hiền lành luôn, mình đâu có làm gì đâu. Buồn chết luôn á, Sam ơi. Thôi, tôi xin lỗi bà nha. Hồi nãy tôi bị Kyron ăn hiếp cho nên là tôi không bảo vệ được bà, xin lỗi bà nha. Trời đất ơi, có gì đâu. Ủa, mà ông kia hay bắt nạt ông lắm hả? Đúng rồi, trời ơi, bà không biết đâu. Kyron nè, Mr. Dịch nè, là hai tên chùm trường rất là ác độc luôn. Lúc nào cũng bắt nạt tôi hết, tại vì tôi hiền quá mà. Buồn quá. Thôi, ông đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nha. Bây giờ tôi có cách để cho ông trả thù á. Ông muốn trả thù không? Hả? Trả thù hả? Thôi, kỳ lắm. Cứ mình trả thù rồi lỡ Kyron quýnh tôi nữa là sao? Trời đất ơi, ông lo gì, ông quen tôi là gì ạ? Tôi là phù thủy mà, đúng không? Tôi sẽ hỗ trợ ông. Đó, ông mà bị đánh một cái, tôi sẽ hỗ trợ ông liền. Đừng có lo. Ủa, thiệt không vậy? Thật, tôi là phù thủy mà, tôi là phù thủy hòa bình mà. Tôi sẽ giúp ông mà, tại vì ông đang bị bắt nạt mà, đúng không? Thôi cũng được, nhưng mà mình phải cho ông mà cách nào đây? Ok, cứ theo tôi đi, bây giờ tôi sẽ cho ông cái chủ thần nè. Đó, lấy chủ thần cho tôi đi. Rồi, bây giờ sao nữa? Bay theo thôi, có gì đâu. À, ok, vậy Sam đi chứ, giờ mình đi đâu? Ok, đi theo tôi nha. Hey, trời, trả thù bằng cách nào bây giờ ta? Mr. Dịch với lại Kyron dữ lắm mấy bạn ơi. Không biết là Sammy có giúp mình trả thù được hay không đây. Lỡ đâu mình bị đánh nữa là sao trời. Hey, nhưng mà thôi kệ, cứ đi theo thử coi xem sao. Hey, bay lên nào trời thân. Đã quá. Ơi, Sammy ơi, bây giờ Kyron ở bên dưới kìa. Bây giờ bọn mình phải làm cái gì đây?
Trời đất ơi, đơn giản thôi, đã có tôi rồi đừng có lo. Đây, trước tiên ông phải cầm cái gậy này cho tôi nha. Đó. Ủa cái này là gì vậy? Đây là một cây gậy phép thuật để bảo vệ ông lúc mà ông gặp nguy hiểm. Đơn giản thôi. Gậy phép thuật, trời ơi mấy bạn ơi, mình có gậy phép thuật nè, trời ơi xịn vậy. Ôi mà khoan, hồi nãy bà kêu là bây giờ bọn mình trả thù Kairon á, giờ Kairon bên dưới kìa, bây giờ mình làm gì? Trời đất ơi, bây giờ tôi không cần đục Kairon, tôi đứng đây tôi cũng có thể trả thù được rồi, thấy ghê không? Ủa ghê hả? Trời ơi hay quá, ở gì mà làm gì? Trời đất ơi, nhìn tôi nha, ông bây giờ ông nhìn xuống Kairon đi, bây giờ ông nhìn xuống Kairon đi nha. Ok. Bây giờ tôi sẽ đọc thần chú. Umbala Ây da. Ui. Ai. Cái gì vậy? Trời. Cái gì vậy? Ui trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Cứu tôi với. Ôi sao ông bà làm sao hay quá. Trời ơi. Kairon bị nhện. Bị nhện cắn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ ông xuống đi. Xuống. Ủa xuống hả? Ok. Ha ha. Liêu Kairon. Trời ơi bị nhện cắn kìa. Thì ra là thằng Phong Cận hả? Phải mày làm ra mấy vụ này không hả? Ủa làm gì? Ủa làm cái hố nè. Ê không phải tôi, không phải tôi đâu. Tôi đâu biết gì đâu. Ngon, mày tới xấu rồi. Ê, bất chạy nữa lại ơi. Ê trời ơi, đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi mà. Ê Sam ơi, bây giờ tôi phải làm gì Sam ơi? Trời ơi, cái gậy của ông kìa, cái gậy phép thuật kìa, dùng nó đi. Gậy phép thuật hả? Mày đừng có gậy nè. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn mới thấy không? Hình như là Phong mới vừa có phép thuật, Phong trưởng ra lốc xoáy bạn ơi. Kairon. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Kairon nè, kỳ này bạn chết mình rồi. Lốc xoáy nè. Lốc xoáy nè. Đứng lại. Đứng lại. Lốc xoáy. Gặp ma rồi. Trời ơi, gặp ma mấy ba ơi. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát hả? Rồi chạy mất tiêu luôn bạn ơi. Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn thấy không? Mình quá giỏi luôn bạn ơi. Ê Sam ơi, tôi chiến thắng rồi Sam ơi. Ông ngầu lắm Phong ơi, hay quá. Yeah, trời cuối cùng cũng trả thù được rồi. Yeah. Hey, trời vui quá Sam ơi. Hôm nay nhờ có Sammy á mà từ bây giờ ha, có lẽ là Kairon sẽ không bao giờ ăn hiếp tôi nữa. Cảm ơn Sam rất là nhiều luôn nha. Trời đất ơi, có gì đâu, tôi là bạn bè của ông mà, phải giúp ông chứ. Mà ông đừng có lo, có tôi ở đây, tôi sẽ luôn bảo vệ ông, đừng có lo nha. Ok. Bà sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ tôi á. Đúng rồi, vì hai tụi mình là bạn bè mà, đúng không? Cảm ơn nha. Thôi cũng đến nhà Sam về nhà đi. Tạm biệt nha, hẹn gặp lại ngày mai nha. Bye bye nha. Nhớ đứng đây đón tôi nha. Ok. Ngày mai có gì đi học rồi tôi lấy xe qua tôi chở đi học nha. Ok, bye bye nha. Ok, bye bye. Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh và bảo vệ cho ông. Trời ơi, người gì đâu mà vừa hiền mà còn vừa dễ thương nữa bạn ơi. Hey, sao tự nhiên mình cảm thấy tim mình rung động quá bạn ơi. Đây có phải là cảm giác mình biết yêu rồi không ta? À, nhưng mà không được. À, trời, mình còn học sinh mà, không được yêu đương. Chắc là bây giờ mình phải về nhà thôi bạn ơi, để còn gọi là ngày mai còn đến chở Sam đi học nữa chứ. Ok. Hey, này vui quá trời vui luôn. Con nhỏ Sammy này là ai vậy ta? Tại sao nó lại kỳ lạ đến như vậy? Còn thằng Phong Cận nữa. Hôm nay dám làm bẻ mặt tao hả? Đợi đó, tao sẽ trả thù.